Thử thách là một điều ngẫu nhiên phải có trong cuộc sống. Đừng ngại ngần với thử thách, vì kết quả sẽ làm cho chúng ta trở thành những viên kim cương quý giá. Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng, rơi rất gần, rơi xuống trong tôi. Có nhiều khi rơi xuống bên đời, trong gian nan nên cất tiếng cười. Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng, rơi rất gần, rơi xuống trong tôi. Có nhiều khi rơi xuống bên đời, trong gian nan nên cất tiếng cười. Đời sống mỗi khi người đưa tiễn người, là tôi lắng nghe lòng tôi giã rời. Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng, trong xuân thì thấy bóng trăm năm, bỗng một hôm qua phố hoang tàn, tôi quên như tôi đã có lần. Tôi đã